Hello everyone, qua có máy clip này thì mình sẽ chơi 8 game. Game đầu tiên đó là Hello Label. Mình đã ném vỡ cái cửa kính ông ta. Ông ta chuẩn bị đang đi ra ngoài đấy. Ta đã phát hiện ra mình rồi. Chưa phát hiện ra mình đã đột nhập lên tầng 2 nhà ông ta đâu. Mình sẽ lấy đi chiếc chìa khóa màu đỏ này. Mà cốp một chiếc ô tô. Lấy đi cái nam châm điện. Các bạn cùng theo dõi xem mình làm cách nào để phá tự nhiên này nha. Đang ở đâu mà phát hiện ra mình vậy? Chuồn thôi. Sẽ nhặt cái dao này vào nó vào người ông ta. Rất tức với mình liên tục ném đồ vào người chúng ta sẽ tiến lại gần chúng ta một chút. Mình đã bị bắt rồi, ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Evenon 2. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu của tựa game này
chia đen luôn. Thì phải mở rất nhiều cái ngăn kéo để tìm cái bàn để tìm đồ vật của chúng ta cần. Đây một thả con gà gì đây. Ok, đây là cái chìa khóa. Đây là một cái lỗ hổng rất rộng. Đây cái mặt kính đi.
tự game này thì mình cũng đã chơi ở những video lần trước. Các bạn có thể xem lại những video lần trước của mình. Mình chỉ giới thiệu sơ qua cho những bạn nào chưa biết về tựa game này thôi. Rồi mình sẽ đi tìm bà sơ để chôn nha. Đây một con gà này. Con gà. Wow. Oh my god. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo là Ice Cream 3. Rất mong chờ tựa game Ice Cream 4. Chơi cấp độ này thì lúc nào chúng ta cũng cần sở hữu một món đồ gì đó trên tay. Khi tên bắn kem có lại gần thì chúng ta sẽ nhắm người ám. Oh. Wow. Mình bị bắt rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo là Scary Chin. Wow.
Chôn quét vì sao mà mình
đâu. Classic, classic. Hello. Game này thì chúng ta cần trả lời cuốn sách để thoát ra khỏi nhà. Cái trò này rất là kỳ cục. Thì nếu ông ta sẽ che đáp án đi. Để cho chúng ta không trả lời được. Chúng ta muốn giữ chúng ta ở lại môi trường này mãi mãi. Chúng ta sẽ đi thu thập những quyển sách để thoát ra khỏi đây này. Đây đáp án đây, xem đi rồi. Câu hỏi cũng đã được, câu hỏi đã bị che đi và chúng ta làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể trả lời đúng câu hỏi. Bây giờ ông ta sẽ đi đuổi theo mình, bắt mình để trị tội. Thu thập được hai quyển sách thôi. Tựa game cuối cùng sắp quay sắp phở. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Các bạn nhớ comment để lại ý kiến. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.